Cẩm Hồng và Thái Phạm cùng nhóm làm phim về Catholic San Jose. Xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là ngày tất niên thứ 7 30 tháng 12 năm 2017. Các anh chị em gia đình tận hiến dòng đồng công Hoa Kỳ tại San Jose có cơ hội họp mặt tại trung tâm công giáo để dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm thành lập hội dòng và chọn thánh gia thất làm bổn mạng. Sa đây Cẩm Hồng và Thái Phạm xin gửi đến quý vị một số hình ảnh thánh lễ tạ ơn. Kính thưa quý khán giả, Cẩm Hồng lại rất hân hạnh được tiếp chuyện với cha Đặng Minh Trân, hiện đang phụ trách các gia đình tận hiến dòng đồng công tại Hoa Kỳ. Dạ, con xin kính chào cha. Chào chị. Dạ thưa cha, có sự hiện diện của cha ngày hôm nay, xin cha giải thích cho con hiểu cái hai cái chữ ý nghĩa tận hiến mà dòng đồng công của mình phụ trách. Dạ thưa chị và thưa quý khán thính giả của chương trình Việt Catholic Network, thì hai cái chữ tận hiến nó cũng rõ ràng như là cái chữ như vậy. Tận có nghĩa là hết, hiến có nghĩa là dâng, tận hiến có nghĩa là dâng hết. Anh chị em trong gia đình tận hiến đồng công này cũng mục đích mà cha bề trên được lập nên cái hội này để giúp cho anh chị em ý thức cái việc tận hiến và dâng trót cả cuộc đời của mình, tất cả mọi tài năng ước muốn, linh hồn thân xác hết cho Chúa, cho Đức Mẹ, để xin Chúa Đức Mẹ thánh hóa cho mình, biến đổi mình thành một con người mới, con người tốt, để mà hằng sai dấn thân phục vụ cho Chúa, cho giáo hội. Thưa cha, nếu một người muốn tham gia vào cái gia đình tận hiến thì cái nghi thức đầu tiên mà cần thực hiện là gì ạ? Dạ, anh chị em nào mà muốn tham gia vào gia đình tận hiến Hồng Kông thì hàng năm chúng nhà dòng có hai khóa, một khóa ở bên nhà dòng Cathy Missouri và một khóa ở bên Cali này, để giúp cho anh chị em về 3 ngày để học hỏi cái tinh thần tận hiến, rồi sau 3 ngày đó rồi tận hiến cho Đức Mẹ, cho Chúa. Cha, nhân dịp kỷ niệm 100 năm là Đức Mẹ hiện ra, cha có gửi lời kêu mời gọi tới những ai mà muốn tham gia vào gia đình tận hiến. Yeah. Oh, cảm ơn chị, cảm ơn. Cũng năm nay là một năm rất quý, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đức Mẹ cũng muốn kêu gọi tất cả mọi người tận hiến cái cuộc đời mình cho Chúa, cho Chúa, để mà Chúa biến đổi mình, biến đổi thế giới qua ba cái việc mà Đức Mẹ khuyên nhắn nhủ con người tại Fatima năm 1917, đó là ăn năn cải thiện, siêng năng lần hạt mân côi và tôn sùng khiết tâm Đức Mẹ. Và cũng đó là cái sứ mệnh mà dòng đồng công có cái sứ mệnh đó truyền bá cái tin mừng đó cho tất cả mọi người. Xin cho con thêm một câu nữa là hiện nay trên toàn quốc cũng như riêng tại San Jose thì cha có ước tính được là có bao nhiêu gia đình anh chị em đã tham gia vào chương trình? Hiện nay ở trên toàn quốc, nhất là bên Việt Nam thì có 52.944 người, còn ở bên Mỹ này có khoảng hơn 2.000 thôi, còn hiện tại San Jose được 199 anh chị em. Chào cha, chào tất cả quý anh chị em.
Một lần nữa chúng ta cảm tạ khi chúng ta có cơ hội quây quần nhau nơi đây để dự kinh lễ tạ ơn buổi năm cũng là buổi mạng của chúng ta nhân ngày lễ Kính Thánh Gia. Xin Chúa, xin Đức Mẹ và lần chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta để luôn nhìn lên gương Thánh Gia để sống như những là cái gương một mẫu mực cho mỗi người chúng ta, là người cha, là người mẹ, là người con. Chúng ta cứ mãi cho thế này cũng cầu nguyện cho tất cả những anh chị em, cũng đã nhất là anh chị em trong ban phục vụ trong suốt 25 năm qua đã đang tiếp tục giúp đỡ xin đắp gia đình tại Thánh Hồng Kông. Xin Chúa, xin Đức Mẹ chúc lành cho tất cả mọi người anh chị em chúng ta để mỗi người chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình, đóng góp và giúp đỡ nhau mỗi ngày thăng tiến hơn và sống tốt hơn và tốt hơn chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em của gia đình tình hiến chúng ta, hết quyền hai chị mới qua đời hôm nay, được xin Chúa tha thứ mọi tội phạm và sớm ban cho các anh chị về với nhà Thánh Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các thân nhân, thân nhân, những người đã đang đến cùng với chúng ta để tiếp tục con đường sống với tội thần hiến. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đang muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương sáng làn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng nghĩa, đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Có cái chú bé này, chú nói rằng từ bố, con cảm ơn bố đã cho con cái kem trong cái mùa Noel này, để con nhờ cái kem này con có tiền mua quà, mua kẹo ăn. Xong rồi thầy mới hỏi là ồ vậy là không ngờ con thổi kèn giỏi như vậy hả? Xong rồi bảo dạ thưa không, tại vì nhờ cái thẻ kèn của thầy á, mà mỗi ngày thì bố con cho con 10 đồng nói con được thổi nữa. Câu chuyện em thì sáng nay mới đi em tìm cái câu chuyện chuyện vui gia đình đấy để các anh chị nghe, thì em mới câu chuyện này em thấy cũng là buồn cười, em kể cho chị nghe thôi. Nhưng mà thật ra là câu chuyện ngày lễ hôm nay, ngày Thánh Gia mà nãy hồi nãy đầu lễ các anh chị đã nghe, anh Châu rất là công phu và tìm hiểu được cái lịch sử để mà trình bày cái lịch sử của lễ Thánh Gia cho các anh chị đó, rất là hay đó. Thì không biết các anh chị nhớ được thế nào, thì riêng em đối với vấn đề lịch sử là cái môn em rất là dở khi mà em đi học á, với con số em rất là khó nhớ đấy. Nhưng mà anh này em trao đổi từ cái phần mình các lịch sử của ngày lễ Thánh Gia rất là quý, khi nào để em xin cho thì đăng lên trên chúng ta theo dõi. Rồi nhưng mà như vậy em muốn chia sẻ với anh chị tí xíu đó là và mình tự hỏi về cái ngày lễ Thánh Gia dạy mình hôm nay phục vụ là Chúa muốn nhắc nhở mình điều gì. Chúa muốn mình là những chị em chúng ta phải nhớ mình muốn sống cái ý nghĩa của ngày lễ Thánh Gia như thế nào. Đó, điều mà mình muốn chia sẻ với anh chị em trong một vài giây phút này, thì chắc có lẽ các anh chị cũng biết không có gì mà khác cả, ngày hôm nay Chúa muốn các anh hãy nhìn lên Chúa Thánh Giuse để học hỏi, để chiêm ngắm. Thế còn là Thánh Giuse cả cuộc đời của Ngài để đứng sống như thế nào, Ngài sống làm sao, Ngài đã đối xử với Đức Mẹ như thế nào trong suốt cuộc đời của Ngài. Ngài đã nâng niu chịu đựng đầy đủ Chúa Giêsu hàng nghìn như thế nào. Em muốn các chị chúng ta dành ít phút trong ngày hôm nay để nhìn lại và nhìn ngắm trên gương của Đức Mẹ. Người mẹ quý yêu của chúng ta, người mẹ chúng ta đã tận thiết để học hỏi nên người mẹ của mình, mẹ đã làm gì, mẹ đã sống như thế nào đối với Thánh Cả Chúa Xe, đối với Chúa, đối với Chúa Giêsu, hay như người con nhỏ mà mẹ bầu bế trong tay, cùng làm chi tác trong bụng đã bầu bế trong tay và vẫn còn tiếp tục đồng hành với Chúa trong suốt 33 năm, mẹ đã sống như thế nào, mẹ muốn mỗi người chúng ta đối xử với chồng, đối xử với con, đối xử với Chúa.
và là những người con trong gia đình. Chúa cũng muốn chúng ta hãy nhìn ra Chúa Giêsu ngài bảo, chúng ta học từ nhìn ra Chúa để đối xử với ba mẹ của mình. Hết là ba mẹ của mình đến tuổi về chiều, đến cái lúc mà đi vô bệnh, đến cái lúc mà cần rất nhiều sự quan tâm của chúng ta. Bài học của chúng ta nghe là vấn đề lớn nào đúng cha mẹ khác nhau. Khi nghĩ đến vấn đề này thì em nhớ lại hôm trong cái năm vừa rồi, anh Nhân Tịnh có toàn nhà nhà dòng trong Văn Phòng đi coi cái tù tịch ở thành phố Brent, cái nhà dòng phía dưới, mà cái mùa đó chỉ có tù tịch nó đóng, chỉ có mùa Giáng sinh này thôi, nó lấy cái tên là Miracle of Christmas, tức là phép lạ của Giáng sinh, tức là của mùa Giáng sinh. Mà thấy có một vài anh đi coi trước về nói hay lắm, ý nghĩa để cho anh đi coi. Thì hôm vừa rồi để mừng cái mừng dịp mà lễ Tết này nè, Giáng sinh này, để anh Nhân Tịnh cho anh nào muốn đi coi thì đi coi. Thì em với một số anh em đi coi cái tù tịch này về đóng diễn lại cái tù tịch Giáng sinh. Thì khi mà có như vậy thì em thấy những người đến kịch này thì em nghĩ chắc phần nào tin lành ha. Thì họ diễn, họ muốn nhấn mạnh đến cái sự mà phấn khởi vui tươi của Đức Mẹ khi Đức Mẹ được tin mà sứ thần truyền tin á, thì Đức Mẹ là bà đầy ơn phúc và hài nhi bà sắp tu ban hài nhi Giêsu là con Thiên Chúa đến tối cao đấy. Chúng Mẹ mừng lắm, rất là mừng cho Đức Mẹ nhảy lên chạy quen người này đến người kia. Tôi đã có thai, tôi đã tu mang Đức Chúa Trời, còn chạy về nhà khoe thấy như sao là em đã có bầu, là em cũng tu mang Đức Chúa Trời. Người cứ bùng nó gọi là con Thiên Chúa, là mừng lắm, vui mừng hớn hở vậy. Rồi Thánh Giuse là cũng họ miêu tả Thánh Giuse là một con người cũng ngạc nhiên của thật không phải đấy, thật không, tại sao như vậy, tôi không tin tại sao như vậy, mà Đức Mẹ cứ chấn an Thánh Giuse đúng mà đây là con Thiên Chúa. Thánh Giuse nó qua lại như vậy đấy. Thì khi mà coi các tình cảnh xong thì thu thật với em, các anh chị em này, nếu mà có ai hỏi em thì em cũng quyền không nên nhiều cái cuộc đấy. Có thể là họ nhìn ở một khía cạnh nào, họ muốn nói là một khía cạnh nào, nhưng mà thật sự theo cái phúc âm mà chúng ta nghe, theo cuộc đời của Đức Mẹ, chúng ta biết được cuộc đời của cái thiên cả Chúa Giêsu Mẹ và Thánh Chúa Giêsu, chúng ta biết qua Thánh Kinh, chúng ta thấy con người của Thánh Giuse, anh nào có thấy Thánh Giuse thốt lên một lời nào trong Thánh Kinh không? Không. Không có nghe Thánh Giuse thốt lên một lời nào trong Thánh Kinh. Là sống rất âm thầm. Cho nên Thánh Kinh diễn tả chúng ta biết là cái con người Thánh Giuse rất là âm thầm. Ngay trong bài đọc chúng ta, bài đọc chúng ta hôm nay là 5B đúng không? Như anh Châu nói, để mình phép dùng 5A đó, cho nên Châu muốn nhấn mạnh và muốn làm chủ cái bài đọc 5A. Nói lên cái việc mà Thánh cả Giuse khi mà được báo mộng là vua Herodes sẽ tìm cách giết hại hài nhi đó, cho nên đã đem như vậy đưa Đức Mẹ, đưa Chúa Giêsu trốn sang nơi khác và cứ ở đó cho đến khi mà được mộng báo nên đã về lại. Mà coi cả các bản thân này chúng ta thấy Thánh sẽ có lời nào không, mà cũng thinh lặng mà cũng suy nghiệm, cũng lắng nghe lời Chúa nói đến mình và làm theo những gì mà Chúa làm. Cảm cuộc đời này như vậy, Đức Mẹ như thế nào? Rồi em nghĩ chắc là các bác chị cũng biết được Đức Mẹ cũng không có phải giống như các cô chú nữ thời nay mà cứ tung tăng nhảy múa rồi ý rồi què đi rồi lại không. Ngay cả khi mà Đức Mẹ được sứ thần báo tin, sao có thể Đức Mẹ thốt lên với Đức Mẹ sao có thể, em không biết đến được, con không biết đến được chuyện này, làm sao có thể xảy ra được. Đức Mẹ có bao giờ nghĩ đến cái chuyện này là mình là xứng đáng, nhưng mà Chúa đã nói luôn, đã nhìn đến. Và khi mà được sứ thần trấn an Đức Mẹ là tất cả mọi sự đều có thể, đối với Chúa không gì là không có thể. Ngay cả chị Elizabeth và chị họ đến lúc tuổi già và nãy đã cũng đã tuổi thai không đợi rồi, thì Đức Mẹ đã cúi đầu xin mặt chỉ biết như con người, một người nữ rất là phục tùng, một người nữ đức tin, một người nữ rất được đẹp lòng Đức Chúa Trời đầy hạnh phúc, nhưng mà Đức Mẹ rất là cẩn thận.
cất lời ca ngợi khen Chúa, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì tất cả mọi sự là của Chúa cả. Mình chỉ là đứng tỉ phần hè của Chúa mà thôi, luôn luôn thân thiết sống cả đời cả. Nên cho nên đây là một cái thư của mẹ tiếp tục nhận biết mẹ là mẹ là con thầy là tổ mẹ của mình, luôn luôn xin Đức Mẹ cho mình được học đòi gương của Đức Mẹ. Tất cả mọi gương là Đức Mẹ đã xong, nhưng mà cách riêng cái gương thương hiệu không bao giờ dạy mình làm cái gì cả, luôn luôn quy tất cả mọi sự về Chúa, quy về Chúa. Và đồng thời cũng xin Chúa, xin Đức Mẹ qua gương lành của Thánh Thánh Xe Mẹ Maria đến Chúa Giêsu ban cho tất cả chúng ta được sống với tinh thần đơn thơ đơn sơ của con thơ con thánh. Tôi còn được thờ ấu thiên nhiên mà chúng ta đã ủng hộ theo đuổi chúng ta hỏi cho chúng ta hỗ trợ hiểu hơn cái tinh thần của một hài nhi Giêsu, tinh thần phó thác như thế nào. Không phải là một hài nhi Giêsu mà mới được sinh ra thôi đâu, mà còn đánh cả phần đề mẫu của chúng ta phải sống theo tinh thần đơn sơ phó thác, con thơ phó thác như là một bào thai, hài nhi Giêsu là như là một bào thai trong bụng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Mẹ sống chúng ta sống, Đức Mẹ chết chúng ta chết. Một bào thai, một bào thai ngay trong lòng người mẹ là không mang cái bào thai trong lòng. Nếu người mẹ chết thì sao? Không chết. Người mẹ sống là con sống, người mẹ ăn con ăn, người mẹ uống con uống, người mẹ thở con ăn. Tất cả là hoàn toàn lệ thuộc của người mẹ. Cho nên mẹ cảm muốn là sống cái sự tín thác như là một kẻ thơ, là một kẻ thơ và một bào thai đối với Chúa, đối với Chúa. Để luôn luôn tất cả mọi sự quy hướng về Chúa trong đấy và tin tưởng rằng là nếu Chúa không phù trợ chúng ta chẳng làm gì cả, nếu Chúa không phải là phù trợ chúng ta chẳng làm được gì cả. Thì chúng ta khi chúng ta thật tin được đó, chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ yêu thương hơn, giống như là cái con đường bài học thứ hai nhắc nhở chúng ta sẽ yêu thương hơn, dấn thân hơn, vui vui lòng chịu đựng lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, vui vẻ lẫn nhau, mà không cần đặt vấn đề gì cả. Mình tiếp tục từ thân mẹ xin chúc mẹ chúc cho tất cả mọi người chúng ta, mọi anh em chị em chúng ta, nhất là trong ngày của con thầy của thầy trở nên thông công, và cũng sau đây chúng ta hôm nay ngày đầu tiên nhận thánh gia con thầy, xin Chúa xin chúc mẹ xin tất cả uốn nắn tất cả mọi người chúng ta mỗi ngày chúng ta nên sống. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và những ý nguyện trong ngày lễ tín thánh gia thất mà gia đình đại diện đồng công Jose đã chọn làm mẫu mà của vùng. Chính trong mẫu gương này, chúng ta đã cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện sau. Xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, hàng giáo phẩm, các linh mục, tu sĩ và mọi người chúng ta luôn ý thức về thân phận yếu đuối của con người, luôn lắng nghe lời mời gọi của giáo hội canh tân đời sống, để giáo hội mỗi ngày thêm hoàn hảo hơn. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa trong đời chúng con. Xin Chúa hướng dẫn các nhà lãnh đạo, các quốc gia biết quan tâm đến những nhu cầu và lợi ích cho người dân, củng cố niềm tin cho người đang đấu tranh cho nền công lý và hòa bình trên thế giới. Và mọi người chúng ta biết dấn thân phục vụ trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa trong đời. Xin cho mọi người chúng ta sống theo tinh thần tận hiến, bằng những việc làm cụ thể, chỉnh sửa những tư tưởng bất chính, chia rẽ, kiêu căng, hận thù, ghen ghét, để tâm hồn chúng ta được bình an và luôn sống trong tình bác ái yêu thương, để nên chứng nhân của Chúa cho những người chung quanh. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cũng thương đến linh hồn cha cố Đa Minh,
Maria Trần Đình Thủ, vị sáng lập dòng, và linh hồn cha cô Joan Maria Trần Phú Xuân, vị kế nhiệm hội dòng, các phần tử của hội dòng, những linh hồn thân thương trong gia đình của chúng con, những linh hồn sinh lễ hôm nay đã ly trần, mau được hưởng vinh quang nước Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nắm lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa thương nhận những ý nguyện chân thành chúng con cùng dâng lên. Như những lễ vật trong những lễ này, chúng con xin Chúa đón thương chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế tiếng người đây.
Thank you.
tiên con xin thay mặt cho tất cả anh chị em gia đình Tần Tiến đồng công dòng mẹ đứng cứu chuộc, tiền thân là dòng đồng công, có lời trịnh trọng cảm ơn cha Bernardino Maria Đặng Minh Trân, cha phụ trách gia đình Tần Tiến đồng công hải ngoại. Và cách riêng con xin có lời cảm ơn cha Ân Đức là tác giả bài hát vừa rồi mà chúng con dâng lên Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển gia đình Tần Tiến đồng công tại hải ngoại, cách riêng tại vùng San Jose chúng con. Trọng kính cha đặc trách, 25 năm đã qua, nhìn lại biết bao thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu người vượt biên để rồi phơi màng trên biển cả đất liền để được đến miền đất tự do. Và 25 năm đã, 42 năm đã đi qua, nhưng gia đình, lòng gia đình Tần Tiến đồng công vẫn tồn tại qua sự bảo bọc chở che của mẹ. Ngày hôm nay chúng con họp nhau nơi đây trong căn nhà thờ thân thương này để cùng với hai cha dâng lên Thiên Chúa những lời tán tụng cộng ơn Thiên Chúa. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay. Cảm ơn cha, cảm ơn cha rất là nhiều. Anh Thị có thể giúp ạ. Thì cha, đây là những anh chị Trường Kiều một thời cùng sinh hoạt với chúng con. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều trong suốt 25 năm qua đã cùng với chúng em chia sẻ những nỗi vui buồn. Và em mong ước rằng các anh chị vẫn luôn sinh hoạt với chúng em, dù rằng thời gian có qua đi nhưng chúng ta biết Chúa vẫn tồn tại. Giờ con xin cha trao hoa cho các anh chị. Thank you.
mặc dù mình là một người đạo từ bé đến lớn, đạo gốc, thế nhưng mà những cái việc làm và những bài giảng và bên này đó, bên của dòng Đồng Công ấy, thì làm cho mình cái sự cái góc tầm nhìn với về Đức Mẹ rõ rệt hơn, rất là chi tiết, và những cái ơn đức của Đức Mẹ và những cái việc làm của Đức Mẹ và Thánh Giuse đó với Chúa là nó rõ rệt mình hơn, rõ nét cho mình, cho mình trao dồi cho cuộc sống mình tốt hơn. Em giống là một thân hữu thôi, chưa có phải chính thức là thành viên, nhưng mà qua những cái lần tập hát thì em cảm thấy những anh chị ở trong hội rất là khiêm nhường, rất là hy sinh, lo cho chúng em từng bữa ăn. Rồi em không biết là tương lai như thế nào, nhưng mà có thể hy vọng em sẽ có thời gian sắp xếp được, em sẽ vào. Hôm nay, dạ vâng, 25 năm em cũng được vinh dự là được hát, cất tiếng hát để mà ca tụng Chúa, cũng như là cùng đứng chung với tất cả các anh chị em.